két sắt chu ly siêu cường khóa vân tay điện tử TS56VT. Thì đây là một mẫu két sắt mang thương hiệu chu ly, xuất khẩu Mỹ. Két sắt thì sản xuất theo dây chuyền công nghệ của Hàn Quốc, có cái kích thước là cao 56, rộng 43 và sâu 47,5, khối lượng là 112 kg. Về bảo mật thì két sắt này được bảo mật bằng công nghệ khóa vân tay điện tử của Hàn Quốc Made in Korea, kết hợp với tay cầm ba chấu hình sao rất là thẩm mỹ, ở dưới là cái chìa khóa bi đó, chống sao chép. Và két sắt thì có màu sơn là màu đen toàn bộ, và toàn bộ sơn là sơn tĩnh điện cao cấp. Để mở két sắt, các bạn chỉ cần ấn start này, mã số là 4560, enter và xoay tay cầm để mở két. Ở bên trong két sắt được chia làm 3 khoang, một ngăn kéo có khóa bên dưới và một đợt di động chia cái ngăn lớn này thành 2 ngăn, và có thể để vừa giấy tờ A4. Đặc biệt là các cái chốt khóa, các bạn có thể để ý thấy toàn bộ các cái chốt khóa này là chốt khóa e-lock 4 chiều. Đó, chống trộm, khoan phá, chống cắt. Đấy ạ. Đấy. Quá khủng luôn đấy ạ. Đặc điểm của lửa là cái này, cái cánh két có độ dày lên tới 12 ly, cho nên là rất là đảm bảo an toàn. Các bạn có thể cài nhiều vân tay hoặc là cài mã số. Đây là két sắt đặt tiêu chuẩn chống cháy của Hàn Quốc, rất là xịn sò. Tất cả các két sắt chu ly này thì được bảo hành chính hãng 5 năm và được vận chuyển, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại nhà. Các bạn có thể đặt mua két sắt chu ly bằng cách gọi điện, đặt hàng qua website hoặc là xem trực tiếp tại các showroom của két sắt chính hãng. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Xin chào.